thưa quý vị và các bạn, hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo cam kết với nhà thầu chất lượng công trình và kế hoạch giải ngân đầu tư công. Đây là tuyến đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên trong hai năm 2023 và 2024. Trong gần một tháng sau Tết Nguyên đán, nhà thầu hoàn thành đắp cát đệm, đắp gia tải và khoan cọc, hiện đang tập trung để thi công các hạng mục trên cầu vượt qua đường cao tốc. Nhà thầu đã huy động từ ngày 4 Tết đến bây giờ, cái phần cầu thì là tăng ca, anh em sẽ làm 2 ca liên tục để đảm bảo từ giờ đến trong tháng 3 này là phải xong hết cái phần cầu. Còn cái phần đường thì về cơ bản thì là cũng hoàn thiện được tất cả những cái phần gia tải rồi. Còn một số cái phần đắp mà ở những cái xử lý bằng cọc xi măng thì hiện tại là cũng sẽ cố gắng tăng ca để từ giờ đến trong tháng 3 này là phải hoàn thiện hết đến đỉnh K95. Tại đường trục trung tâm huyện Khoái Châu, dù chỉ có gần 3 km, song đơn vị nhà thầu là công ty Linh Quy đã huy động 3 mũi thi công với hơn 20 máy móc thiết bị và khoảng 40 công nhân làm liên tục. Từ đầu năm, nhà thầu đã tập trung tất cả máy móc thiết bị, dồn nhân lực về và để thực hiện để đảm bảo làm sao xong hợp đồng đến trước hạn hợp đồng.